Hiện chương trình đó chính là build xe theo yêu cầu mọi người nhé. Mọi người hãy comment cái cấu hình em mong muốn và như là khung xe. Còn đây là yêu cầu của một bạn, chính là khung tờ su kết hợp với một cái ghi đông check carbon này và bô tang này, bô tang 3T nhé. Thêm vào đó bạn ấy cũng mong muốn thêm một cái cặp vành Intro 7 Tech giá khoảng 2,5 triệu anh em ạ. Thêm một cái đùi Intro 7 nữa này, combo nhé. Bạn ấy cũng mong muốn là có thêm một cái bê đan cá và giày can luôn. Bên mình sẽ trang bị đủ cho anh em từ đầu đến cuối. Và cái yên này cũng khá là đẹp. Ok chưa? Ở trên một cái khung đen này thì bạn ấy mong muốn một cái điểm nhấn, thì bên mình đã cho thêm một cái xích IBN màu vàng như thế này ở đây để cho nó nổi bật hơn một chút này. Và giá thành và giá để build một con xe có hình tờ su như thế này thì rơi dao động khoảng tầm chục củ anh em ạ. Nếu như mọi người có mong muốn build xe này hay là muốn trang bị cái phụ kiện nào thì có thể comment cho mình biết nhá. Mình sẽ build xe anh em. Nếu như bạn nào có nhu cầu thì có thể EV cho mình.